Chào mừng các bác đến với kênh review xe đạp của Bkbike. Hôm nay em giới thiệu được các bác mẫu xe đạp California, mã là GT200. Một mã xe đạp mà em đánh giá là bán chạy nhất trong phân khúc trung cấp, bởi vì em nó hội tụ đầy đủ các yếu tố. Đầu tiên là một thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu Cali của Mỹ. Một thiết kế kiểu dáng hoài cổ, kiểu dáng vintage cực kỳ đẹp. Một cấu hình đủ tốt trong tầm giá, và một cái tầm giá nó khá là vừa túi tiền, đấy là tầm giá chỉ hơn 3 triệu thôi. Và có một cái đặc biệt cuối cùng nữa là trong ba ông lớn như Cali, Phoenix và Galaxy thì chỉ có mỗi Cali là làm cái dòng xe mang tính hơi hướng cổ điển này. Các cái mã như GT 200, 250, 300 và 350 đều bán rất là chạy, trong khi hai ông lớn kia thì không sản xuất cái dòng hoài cổ này. Thành ra em xe này gần như là một mình một ngựa luôn. Và đặc biệt là mã GT 200 này rất là được yêu thích. Xe này thì có khá là nhiều màu đẹp nhé. Hiện tại lại có xanh này, đen này, trắng và đỏ. Thì cuối video em sẽ để danh sách các màu để các bác dễ lựa chọn nhé. Còn sau đây thì mời các bác vào phần review đánh giá chi tiết cấu hình của em nó nhé. Đầu tiên là đi vào thông số khung sườn và càng phuộc. Xe sở hữu khung hợp kim thép, sơn từ tính 3 lớp. Đây, mỗi hàn thép nó sẽ chìm như này. Cái đề can thương hiệu nó làm kiểu vạch phản quang, rất là nổi bật. Và chữ nó cũng cách điệu. Nói chung dáng hoài cổ thì các cái chi tiết nó đều làm để tăng tính cổ điển cực kỳ đẹp luôn. Khung thép thì có một cái ưu điểm đấy là nó hấp thu lực tốt, tức là đi xa nó sẽ thoải mái. Nhưng nhược điểm của nó là một là khối lượng, mà hai là nó sẽ bị rỉ. Thì về vấn đề khối lượng ấy, thì cái con này làm cái típ nhỏ này, típ nhỏ như này thì thành ra nó cũng không quá nặng. Cái xe này nó chỉ 14 cân thôi, cũng một cân nặng rất là tiêu chuẩn bình thường. Thứ hai là về cái nước sơn mà bảo nó bị rỉ thì nó sơn tĩnh điện, nó phủ lên rồi thì nếu mà không bị xước cào sâu quá ấy, thì nó sẽ không bị rỉ đâu nhé. Đấy, phía sau là một cái ba ga thép, bản thì cũng khá nhỏ thôi, không to như cái bản đời 2022, khá là dày dặn. Thép thì rất là cứng cáp này, chắn bùn thì phun dài cực kỳ dài, các lỗ chờ đây là lắp ba ga chắn bùn rất tần tật rồi. Xe thì có một thông số gióng đứng là 46 cm và một thông số gióng ngang là 53,5 cm. Nó phù hợp cho chiều cao từ 1m56 đến 1m76 nhá, là đi vừa đẹp. Có một số bạn nữ thì cao còn chưa đến 1m56, nhưng mà vì là yêu thích quá cái dòng này rất là đẹp, đi trông nó vintage để các bạn ấy vẫn mua, vẫn đi bình thường. Thì thường sẽ lùi vô tăng một tí hoặc là dùng nâng cổ thôi. Lùi vô tăng này, mua vô tăng ngắn hơn, cái này đang là 9 cm nhá, mua cái ngắn hơn hoặc là nâng cổ lên là đi cũng ok. Càng trước thì là càng thép, tất nhiên là khung thép thì càng nó sẽ làm gắn thép thôi, có cái ngoàm để bắt củ phanh V phía trước. Càng thép rất là chắc chắn và sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp luôn. Cho tổng thể với xe thì phải nói là có thể là nhiều người không thích cái dòng cổ điển này, nhưng mà cũng không ai chê là con xe này xấu được, bởi vì nó gần như là đẹp nhất có thể của những dòng dòng hoài cổ bây giờ rồi. Về bộ chuyển động của xe, đầu tiên sẽ được một đôi Mayer làm bằng nhôm, nó là nhôm trắng, thì dùng trục chốt mở nhanh và chạy vòng côn bi nhé. Tầm giá này thì cái này là ngon rồi, lắp Mayer nhôm trắng này là rất là ngon, chống rỉ tốt này. Nan là nan trắng, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hai lớp dày và dày 3 cm nhé. Lốp là lốp của Compact có thông số là 732C, cái viền lốp làm rất là đẹp thôi, làm rất là nổi bật lên cái vành bánh của nó. Đây, 732C này. Còn bơm thì các bác bơm tầm 4 cân nhé, là ok, 4 cân đến 4 cân rưỡi thôi. Và xe sở hữu van là van xe máy rất là phổ biến, cái này ưu điểm mà đi đâu cũng bơm được, ở đâu cũng bơm được. Phía sau là xe sở hữu cũng một Mayer như thế thôi, nhưng mà phía sau là sử dụng đai ốc nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn này, cũng là Mayer nhôm, cũng nan vành bánh giống như phía trước luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ ổn trong tầm giá rồi. Về bộ truyền động của xe, đầu tiên sẽ là một đôi bê-đan cốt thép chạy vòng bi, vỏ ngoài bằng nhựa, viền ngoài bằng nhôm, khá là dày dặn, có miếng phản quang này. Bê-đan này dùng tầm 5 rưỡi 2 năm, và nó có cái vít này để cố định cái nhôm vào nhựa nhá. Thì các bác đi lưu ý khi nào thấy cái vít này nó lỏng thì các bác dùng tua vít 4 cạnh vặn vào là ok thôi. Loại này dùng cũng khá khá ổn rồi, tầm giá thì nó chỉ lắp đến thế thôi, rất là ok. Một cái bộ đùi đi nhôm của Netco nói chung là nhẹ hơn cái bộ đùi đi thép khoảng tầm 200 g, và đùi làm màu trắng này trông rất là đẹp. Ổ trục cốt vuông bạc đạn cực kỳ trớn và bền, và một bộ đùi có chắn xích có thông số là 46T nhá, em đếm cẩn thận rồi, 46T.
đi phố là ok, cực kỳ ok. Một cái xích cơ bản thôi này, xích này bảo dưỡng tốt, dùng 3-4 năm là thay xích mới. Một củ đề sau mã là TI21B, nó sẽ tốt hơn TZ nhé, dưới TI300, và clip của nó là clip 6 tầng, thông số là 1428T. Nói chung là nhu cầu đi phố là cứ cơ bản, cứ một đĩa tầm 6-7 clip như này là ok. Cũng rất là nhiều khách hàng là thích cái kiểu này. Nói chung là dòng này thì không phải đi quá tốc độ cao, vì là những cái dòng thiết kế kiểu cổ điển này nó không phải là thiên hướng về tốc độ. Còn trên này thì tất nhiên nó phải đi với một cái tay, nó chỉ một bên thôi, vì nó không có đĩa trước thì nó không có bên này. Cái này là mã là Shimano Tech 50 của Nhật, 6 speed, ấn cực kỳ nhẹ nhàng, dễ dùng, một tăng một giảm. Bộ của Shimano, truyền động của bộ Goldfest của Shimano thì nói chung là chắc là không chê được gì nữa đâu. Về hệ thống phanh của xe thì có hệ thống phanh vành, tức là phanh bóp vành như này. Cái này gọi là phanh V nhé. Phanh V này ưu điểm là dễ sửa, cực kỳ dễ sửa. Và những dòng cổ điển như này thì họ chỉ lắp phanh V thôi, chứ lắp phanh đĩa thì trông nó thể thao quá, nó mất cái tính cổ điển đi. Và đây là truyền lực bằng dây phanh này. Đấy, truyền lực dây phanh. Và tay phanh thì là bằng nhôm trắng. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng xe luôn. Cảm giác bó cũng khá nhẹ nhàng và cũng khá là chắc, cái độ rơ này nó cũng khá nhỏ. Đấy. Đấy, chắc chắn phía sau cũng không nặng nhá, phía sau cũng nhẹ luôn. Dùng cái phanh V này này thì chỉ có một lưu ý nho nhỏ là khi mà mình dùng đến mòn đến cái chỗ này, nó phanh đến cái chỗ G một nửa này, là các bác thay má mới nhá, không dùng cố. Bởi vì khi đã mòn đến đấy mà chỉ cần đi tầm một tuần thôi là nó sẽ phá hỏng cái vành này ngay. Là lúc đấy mình phải đi thay vành rất là tốn kém. Còn phanh V thì có ưu điểm là dễ sửa thì không nói rồi. Còn nữa là nó đi phố rất là an toàn phanh đĩa vì nó bóp nó không bị kéo trượt, nó giống như phanh đĩa. Thành ra là hiệu suất đi phố là đủ ổn. Và gần như những cái thằng Nhật ấy, những thằng bán bên Nhật thì đều chủ yếu ấy là làm phanh V này, vì thằng Nhật nó không yêu cầu làm phanh đĩa cho các dòng đường phố của nó. Về hệ thống lái của xe thử một ghi đông có đầu rộng là 60 cm và làm bằng inox nhá, rất là sáng, chống rỉ. Một cái tay nắm da mềm, cái này là êm rồi. Nó không êm bằng bản 2022, tuy nhiên nó bền hơn bản 2022 rất là nhiều, vì nó năm nay nó dùng hai cái đai, nó siết hai đầu, chống xoay tốt. Và cái bản 2022 nó nhanh bị nhũn quá. Nói chung là các đại lý phản ánh thì họ đã cập nhật thay đổi mới. Một cái pô tăng là bằng nhôm trắng, rất là sáng, chống rỉ. Bộ chén cổ là bằng nhôm. Hệ thống yên thì sẽ được một cái yên cái màu rất là đẹp, tông thiệt tông với cái tay nắm này, và tăng cái tính cổ điển của nó. Yên này khá là dày luôn, khá là dày. Cọc yên làm bằng nhôm và chốt cọc yên làm bằng nhôm, rất là dễ dàng mở chốt nhá, rất là nhẹ. Chốt nhôm ưu điểm là nhẹ. Cái này cũng là nâng cấp từ năm ngoái. Năm ngoái cái yên nó không dày bằng, năm nay nó dày dặn hơn nhiều. Tổng kết lại thì với tầm giá chỉ hơn 3 triệu thôi, thì như em nói từ đầu thì xe này gần như không điểm chê luôn. Nó bán thì phải nói là cực kỳ tốt luôn. Tuy nhiên một số bác cũng không cảm thấy cái cấu hình này vẫn chưa đủ. Thì các bác có thể tham khảo thêm về mẫu CT300 này. CT300 cũng hơi hướng cổ điển, nhưng mà nó làm cách tân hơn, gọi là tân cổ điển. Và một cái dòng gọi là dòng CT350 thì nó ngoại hình y chang cái này, nhưng mà cấu hình nó sẽ tốt hơn. Thành ra là nó sẽ chênh con này khoảng tầm 1 triệu nữa. Con CT350 cũng rất là đẹp, cũng rất là nhiều lựa chọn màu là đẹp luôn. Còn bên em thì bán tại nhà nhé, cắt giảm chi phí cho nên giá sẽ tốt hơn thị trường một tí. Và bảo hành khung 5 năm, phụ tùng 1 năm, từ xăm lốp với bê đan. Còn lại là bảo hành hết nhé. Và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chào các bác nhé.